Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng liệu việc như thần, tạo nơi an toàn cho quan tham vụ Vạn Thịnh Phát. Vào ngày 20 tháng 3, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đã đưa ra một khái niệm quái đản, lấy là cán bộ tham ô không vụ lợi. Và ông này đề nghị giảm phạt tù, tăng phạt tiền với người đứng đầu có sai phạm nhưng không có mục đích vụ lợi. Đã tham nhũng mà không vụ lợi, khái niệm chỉ có người cộng sản mới nghĩ ra cho được. Đã tham ô mà còn không vụ lợi, một khái niệm mâu thuẫn như vậy mà ông này cũng nghĩ ra. Nhiều người đã bật cười vì khái niệm này, tưởng rằng ông ta làm trò hề trước Quốc hội, vì không thể nghĩ ra điều gì có giá trị thực tiễn nên nói nhăng nói cuội như thế. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó mới thấy phát biểu của ông Lê Minh Trí là có dụng ý, chứ không phải ông nghĩ bậy và nói xàm như nhiều người vẫn tưởng. Đầu tiên là vụ Việt Á vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, tại một cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết, chùm vụ án Việt Á xảy ra trong bối cảnh đại dịch. Vì vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực có chủ trương phân loại để xử lý người vi phạm. Theo đó, người lợi dụng chức vụ quyền hạn để tác động, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định nhằm mang lại lợi ích cho bản thân và công ty Việt Á, người đứng đầu, chủ mưu, vụ lợi, v.v. sẽ bị nghiêm trị, còn người không vụ lợi thì được miễn trách nhiệm hình sự. Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam là nơi duyệt những nội dung công bố với truyền thông. Theo quyết định của Trung ương Đảng, nếu ông Yên đã nói như thế thì xem như là đó là quyết định của Bộ Chính trị. Vì thế, phát ngôn của ông Lê Minh Trí tại Quốc hội vào ngày 20 tháng 3 được xem là lời phát biểu theo chỉ đạo, chứ không phải là lời nói bừa. Bởi một lời nói bừa rất vô lý như thế không thể khiến cho Bộ Chính trị nghe theo và chỉ đạo tuyên giáo phổ biến ra ngoài cho toàn dân biết được. Áp dụng cho vụ Việt Á, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng hô hào rằng chống tham nhũng không có vùng cấm. Tuy nhiên, việc giật dây cho ông Lê Minh Trí trình bày ý là tham ô không vụ lợi được xem như đã xác định một vùng cấm. Ai được liệt vào dạng tham ô không vụ lợi thì sẽ được an toàn. Hiện nay, khi vụ án Vạn Thịnh Phát đang nóng, thì Ban Tuyên giáo Trung ương lại cho ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương, lên báo nói rằng số tiền nhận hối lộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát là lớn nhất từ trước tới nay. Người nhận tiền trong vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB nhưng không có thỏa thuận hoặc không đòi hỏi sẽ không bị xử lý hình sự, mà chỉ bị kỷ luật đảng xử lý hành chính. Đừng nghe những gì Tổng Trọng nói mà hãy nhìn theo những gì ông ta làm thì mới hiểu hết được con người của ông ta. Ở tầng cao của chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng tham nhũng quyền lực vô đối. Ông lạm quyền để đặt cách cho mình tới 2 lần hưởng suất đặc biệt để ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư dù đã quá tuổi quy định. Đồng thời phá bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ để tự trao cho mình nhiệm vụ thứ 3 và rất có thể sẽ là nhiệm kỳ thứ 4 tiếp theo. Và áp dụng cho vụ SCB. Ngồi trên đỉnh cao, ông Nguyễn Phú Trọng dùng quyền lực mà ông có được từ tham nhũng quyền lực để tạo ra một thứ chính sách. Chính sách ấy tạo ra vùng cấm, hay đúng hơn là tạo ra vùng ẩn nấp cho những kẻ đã nhúng chàm mà ông không muốn trừng trị. Cho nên, tham nhũng quyền lực là nguy hiểm nhất trong các loại tham nhũng. Từ tham nhũng quyền lực, ông ngang nhiên tham nhũng chính sách mà vẫn rất an toàn. Đây là một tiền lệ rất xấu nếu cán bộ được liệt vào dạng tham ô không vụ lợi. Được ông Trọng bỏ ra khỏi diện trừng phạt trong vụ Vạn Thịnh Phát thì nhiều vụ án sau này cũng sẽ xảy ra tình trạng tương tự. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ dùng vùng cấm này để bao che cho những người mà ông muốn thà. Cái tinh thần của ông Trọng là ông là người tham nhũng nguy hiểm nhất trong Đảng Cộng sản, nhưng không ít người dân thì lại tin rằng là ông Tổng Bí thư anh minh nhất của Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng liệu việc như thần, tạo nơi an toàn cho người tham gia vụ Vạn Thịnh Phát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chạy chức Bộ Công Thương
con ngựa què kéo cỗ xe kinh tế. Trong chiến tranh, nơi quyết định vận mệnh mất còn của đất nước là Bộ Quốc phòng. Trong hòa bình phát triển kinh tế, nơi quyết định sự giàu nghèo của đất nước, quyết định sự no đói của nhân dân, quyết định sự phát triển hay trì trệ của nền kinh tế, đó là Bộ Công Thương. Bộ Công Thương là sở chỉ huy, là bộ tham mưu quyết định sự thành bại của công cuộc công nghiệp hóa, đòi hỏi người đứng đầu của Bộ Công Thương, tư lệnh của chiến dịch công nghiệp hóa, phải là người cầm quân thao lược, phải là nhà kỹ trị có kiến thức quản trị kinh doanh của thời đại công nghiệp, đã được thử thách rèn rũa trong đời sống kinh tế của đất nước. Và năm ngoái, người dân Việt Nam đã khổ sở vì liên tục các đợt thiếu xăng diễn ra trong cả nước. Nhưng bất hạnh thay cho đất nước Việt Nam, cho con người dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công Thương từ thời đất nước công nghiệp hóa lại chỉ đơn thuần là nhà chính trị công nông. Những bí thư tỉnh ủy, những thái tử đảng, con ông cháu cha, dòng dõi của Đảng Cộng sản đã làm những dự án công nghiệp hóa đều thất bại, đổ vỡ và chỉ để lại tội trạng trong lịch sử. Chỉ để lại tai tiếng lưu truyền trong dân gian và mang mức nợ khổng lồ cho người dân phải gánh. Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Vũ Huy Hoàng trở thành Bộ trưởng Bộ Công Thương trong 10 năm, từ năm 2007 cho đến năm 2016, là chủ đầu tư 5 dự án công nghiệp với nguồn vốn 30.000 tỷ đồng, đều thua lỗ nặng nề, đều chênh vênh bên bờ vực thẳm phá sản, làm thất thoát một lượng lớn, quan trọng nguồn vốn đầu tư của các dự án công nghiệp, kìm hãm sự phát triển công nghiệp hóa vào năm 2021. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng phải nhận bản án 11 năm tù. Kế nhiệm Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng từ năm 2016 đến năm 2021 là Thái tử Đảng Trần Tuấn Anh, quý tử của cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Sau 5 năm trên ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương, vừa kém cỏi trong vai trò tư lệnh của chiến dịch công nghiệp hóa, vừa tai tiếng trong đời sống của gia đình, nhưng vì là Thái tử Đảng nên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú trong lúc chủ trì hội nghị toàn quốc từ ngày 28 đến 30 tháng 9 năm 2021 đã phải dè dặt kết luận rằng Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 Trần Tuấn Anh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thanh tra kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong tham mưu, thực hiện bổ sung quy hoạch quản lý phát triển năng lượng điện, nhất là các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện vừa và nhỏ trong xây dựng cơ chế chính sách về giá điện, giá xăng dầu. Năm nay, Việt Nam đã mất cơ hội lớn vì nguồn điện không ổn định, lúc có lúc không, đến mức nhiều hãng nước ngoài phải bỏ chạy. Nếu coi nền công nghiệp của đất nước là một cơ thể sống, thì điện là máu để nuôi cơ thể đó. Với những bộ trưởng Bộ Công Thương không xứng, không đủ tầm so với đòi hỏi của sự công nghiệp hóa đất nước, đã làm cho ngành công nghiệp điện của Việt Nam thành vựa ve chai, chồng chất dây chuyền công nghệ điện than lỗi thời của Trung Quốc, vừa kém hiệu quả kinh tế, vừa xả thải độc hại ra môi trường, gây bệnh cho người dân cả nước. Đây là thứ công nghệ đã bị thế giới loại bỏ và lên án từ rất lâu. Sau 20 năm làm công nghiệp hóa, đất nước vẫn không chủ động được nguồn điện, điện vẫn thiếu trước hụt sau. Tập đoàn Intel của Mỹ đã đầu tư vào Việt Nam 1,5 tỷ đô la để xây dựng nhà máy sản xuất điện tử, sản xuất chip. Họ cũng đã công bố kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ đô la để mở rộng sản xuất. Nhưng gần đây, Intel đã dừng kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Lý do được đưa ra là sự bất ổn cho sản xuất do nguồn điện cung cấp không đầy đủ và không ổn định. Sự mệt mỏi do thủ tục hành chính nhiều khê, lắt léo, trì trệ của chính quyền Việt Nam là trên hết là do sự bất nhất của hệ thống pháp luật của Việt Nam. Dừng kế hoạch mở rộng sản xuất ở Việt Nam, Intel liên chuyển 4,6 tỷ đô la để xây dựng nhà máy sản xuất chip tại Ba Lan. Khi Bộ Công Thương không mở cửa cho năng lượng xanh, thì nhà đầu tư sẽ quay lưng lại, thêm cơ hội bị mất. Thiếu điện phải chạy vạy ăn đong nguồn điện, mua điện của Trung Quốc từ phương Bắc, mua điện của Lào từ phía Tây, như nhà nghèo vác giá ăn đong từng bữa vậy. Công nghiệp hóa là sự nghiệp làm giàu của những người biết lo toan, vừa nhạy bén vừa biết nhìn xa trông rộng.
một gia đình quanh năm an phận với nếp sống, chạy ăn từng bữa, với tư duy manh mún thì không thể làm giàu. Về nguồn điện đã như thế, còn nguồn xăng dầu cũng nhiều lần đối diện với thiếu hụt, kho dự trữ không đảm bảo nguồn cung nếu có bất ổn xảy ra. Bao nhiêu năm qua, Bộ Công Thương không đảm bảo được năng lượng cho nền kinh tế, khiến nền kinh tế đất nước thiệt hại rất lớn, không thể cân đong đo đếm được. Có thể nói Bộ Công Thương không khác gì con ngựa què đang giữ trọng trách kéo cỗ xe èo ọp là nền kinh tế của Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin chạy chức Bộ Công Thương con ngựa què kéo gỗ xe kinh tế. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.